Bà nội đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, nhưng bà vẫn chưa tha thứ cho em. Là anh không tốt, lúc đầu không lừa mọi người là được rồi. Cho bà thêm một chút thời gian, bà sẽ hiểu cho chúng ta. Thanh Linh nè, chúng ta tạm chia tay một thời gian đi. Ý của anh là sao? Lúc đầu khi kết hôn là muốn hiếu thảo cho người lớn, để cho họ vui vẻ. Không ngờ khiến cho họ tức đến mức phải nhập viện. Hai người bọn họ vốn không đồng ý cho chúng ta quen nhau, là chúng ta bất hiếu. Nhưng mà chúng ta đã kết hôn rồi, ly hôn đi. Anh, anh không muốn tụi mình lấy vợ mà khiến cho mẹ anh phải vào viện dưỡng lão. Anh cũng không muốn lần nào cũng phải nhìn sắc mặt của bà nội. Vậy còn em, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Chẳng lẽ em hy vọng bọn họ cứ mãi cãi nhau như vậy sao? Em, nếu như giữa mẹ và em bắt anh phải chọn một, Thanh Linh, anh xin lỗi, anh không thể bỏ mẹ anh được. Nhưng mà còn em thì sao? Em cũng muốn cùng anh hiếu thảo. Em thật sự muốn nhìn thấy bọn họ cứ mãi cãi nhau như vậy sao? Nghe lời anh đi, mình ly hôn trước đã, để cho hai người họ nguôi ngoai. Hai người chúng ta cũng xem như thoải mái. Bởi vì gần đây trong nhà không yên ổn, công việc của chúng ta đều phải chịu ảnh hưởng. Thanh Linh, kiên trì một chút, đợi khúc mắc trong lòng của họ đều được gỡ bỏ, đến lúc ấy chúng ta là ở bên nhau. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại chứ? Đợi anh kiếm được tiền, nếu mẹ và bà nội đều có thể sống cuộc sống tốt đẹp, thì họ sao không còn nói gì nữa? Thanh Linh, đồng ý đi. Đến bây giờ mẹ anh còn chưa dám về nhà. Anh không muốn làm một đứa con bất hiếu. Cầu xin em giúp anh. Vậy em nghe lời anh. A Hải, em đợi anh. Chúng ta nhất định sẽ lại bên nhau, có đúng không? Anh bảo đảm với em đi. Anh bảo đảm. Đừng thất thần nữa. Nào, cảm ơn. Tôi vẫn không thể ngờ cậu thật sự ly hôn với Thanh Linh. Bà Tự không tìm cậu sao? Có thể do Thanh Linh mang thai giả mà cảm thấy sai lầm. Nhưng mà Lệ Lệ nói với tôi, cậu đã đồng ý sẽ tái hôn với Thanh Linh. Sau này rồi nói. Gần đây bị chuyện trong nhà dày vò thê thảm, không thể làm việc hẳn hoi được, không biết phải giải thích sao với bên phía của chính Hoa. Cho nên cậu quyết định yên tâm làm phóng viên ở đây. Không thì sao? Với bên công chúa của chính thái có tin tức gì không? Không phải cậu nói đã giúp đỡ cô ta sao? Bây giờ nên là lúc cô ta đưa tay ra giúp đỡ cậu. Sao chẳng có động tĩnh gì vậy? Đoàn Tuyết Tinh, xin chào, là anh Đới phải không? Cô chính là Đoàn Tuyết Tinh của Đoàn à? Mời cô ngồi. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Cô Đoàn quả nhiên là mỹ nữ hạng nhất. Đúng rồi, đây là hồng trà mà tôi đã chọn, hy vọng là cô thích. Hồng trà này rất có ích đối với sức khỏe của con người. Nó có thể giảm tỷ lệ phát bệnh nhồi máu cơ tim, có thể điều tiết lượng đường trong máu, hơn nữa còn có thể khai thông tĩnh mạch của chúng ta, khiến khí huyết lưu thông thuận lợi hơn trong cơ thể. Còn nữa, nó còn có tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Bỏ đi, vẫn là cho tôi ly trà xanh. Cô Đoàn, công hiệu của hồng trà còn có rất nhiều nữa, nó càng có lợi cho sức khỏe của tim mạch,
Đồng thời, về phương diện bảo vệ sức khỏe, nó có thể thúc đẩy tiêu hóa của dạ dày, sau đó làm chắc xương cốt. Quan trọng hơn là, nó có thể kích thích thận, gia tăng bài tiết, chất thải và nhiệt lượng trong cơ thể của chúng ta, duy trì cân bằng sinh lý của cơ thể, sau đó có thể chống được lão hóa. Được rồi, vậy tôi sẽ uống hồng trà. Anh Đới, bình thường anh có sở thích gì? Cô cứ gọi tôi là tiến sĩ Đới là được. Bình thường mọi người đều gọi tôi như vậy. Tiến sĩ Đới. Thật ra, những ngày học tập ở bên Mỹ vô cùng gian khổ. Có thể lấy được học vị tiến sĩ này vô cùng không dễ dàng gì. Tôi phát hiện mọi người đều cho rằng một người có gia cảnh rất tốt sẽ không cần phải cố gắng học hành. Vì vậy, để phá vỡ kiểu quan niệm này, tôi đã cố gắng học tập dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới đạt được thành công của hiện tại. Vì khi nào có thời gian, tôi sẽ tìm hiểu văn hóa và lịch sử của bản địa. Tuy tôi là một trí thức, nhưng tôi vẫn hiểu rằng kiến thức trong sách mãi mãi không thể nào là đủ. Vì vậy, mỗi khi có thời gian, tôi sẽ đi đến một số nơi du lịch, tham gia một số hoạt động tập thể. Ví dụ như xin lỗi, tôi còn có chút chuyện. Cô Đoan, anh à, anh còn chưa tính tiền nữa. Tìm tôi à? Không có. Đừng có tự mình đa tình. Vậy được, tôi đi đây. Cô Đoan à, cô đâu rồi? Cô Đoan, sao nữa đây? Anh theo dõi tôi à? Nếu cô đã nói như vậy thì tôi không có gì để phản đối. Anh có ý gì? Anh muốn làm gì? Tôi đi giải quyết chút việc ở gần đây. Nhìn thấy cô vào liền đi theo cô, bởi vì tôi có chuyện muốn nói với cô. Xin lỗi, tôi không biết cô hẹn gặp người ta ở đây. Anh muốn nói gì với tôi? Tôi cảm thấy cô không thoải mái với tôi. Cho dù lợi chính thái hay là, thật ra là cô không cần. Thật ra là cô không cần để ý đến tôi. Hai chúng ta chỉ là bạn nhậu. Tôi không cảm thấy không thoải mái. Vậy thì tốt. Cô không cần phải lo lắng việc đột nhiên tôi làm việc ở chính thái. Suy cho cùng vì chúng ta quen biết nhau, bất luận thế nào tôi cũng sẽ đứng trên lập trường của bạn bè. Trên lập trường của cô, anh không quan trọng đến như vậy. Vừa khi nãy xem ra không tệ. Sự của tôi không đến lượt để anh lo. Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói cô và Lưu Nhã Lệ không giống nhau. Cô không phải người sẽ mang tình cảm ra làm trò đùa. Anh biết sao? Đương nhiên là tôi biết. Khoảng thời gian này tôi chúng ta không tiếp xúc nhiều, nhưng tôi luôn quan sát cô. Cô là một người rất chân thật. Cô là một cô gái đa sầu đa cảm. Tôi chúc cho cô sớm tìm được một người buông răng hộ đối. Tôi nói thêm một câu nữa. Cô là một người có giả tâm nhưng là không đủ tự tin. Nếu tìm một người đàn ông có gia thế bối cảnh, cô chỉ là một người làm nền mà thôi. Cô có mệnh làm công chúa, nhưng chưa chắc đã làm được nữ vương. Chúc cô may mắn. Lần này là thật sự tạm biệt rồi. Làm nền, có mệnh là công chúa nhưng lại không làm được nữ vương. Alo, mẹ. Con bị làm sao vậy?
Mẹ nghe người giới thiệu nói rồi, vị tiến sĩ tới đó rất là thích con. Sao con lại bỏ đi giữa chừng vậy? Mẹ còn nói nữa, mẹ giới thiệu cho con loại người gì vậy? Giống như Đường Tăng vậy, vô cùng nhiều lời. Con chưa từng gặp người nào nói nhiều như vậy. Được rồi. Vậy mẹ đổi cho con người khác nhé. Mẹ giới thiệu cho con về công tử nhà Sang Liên được không? Mẹ, cái đó con có thể không đi xem mặt nữa được không? Cái con bé này, sao con nói đổi là đổi liền vậy? Không phải vì con vừa mới vào trung tâm thương mại chính thái sao? Con còn chưa làm việc nghiêm túc nữa. Mấy ngày trước con đã bị mất mặt trong cuộc họp. Nhỏ con còn không nghiêm túc nữa, có lẽ cũng chẳng thể tiếp tục ở lại đây rồi. Công việc thì vẫn phải làm, nhưng mà xem mắt thì vẫn phải xem mặt chứ. Không gặp không gặp nữa. Đứa bé này, làm gì còn mặt mũi nào mà khóc lóc với bà nội nữa. Anh đến đây làm gì? Thanh Linh, cô ở đây làm gì? Anh đến đây để làm gì? Đến xem bách hợp mộc lăng của tôi. Sao cô lại không vào trong? Tôi có chuyện, tôi đi trước đây. Cãi nhau với bạn cô à? Không có. Cãi nhau với chồng cô hả? Đi, tôi dẫn cô đến một nơi. Đi đâu? Đi rồi sẽ biết. Xem, ánh mặt trời bên đó đẹp quá. Ánh tà dương đẹp vô hạn. Chỉ là sắp hoàng hôn rồi. Con người anh chính là như vậy, không làm mất hứng thì không vui. Quay lại rồi, Thanh Linh mà tôi quen biết. Anh xem bãi cát đẹp quá, chúng ta xuống dưới đi dạo đi. Có điều, Thanh Linh à, đi dạo trên bãi cát không tốt cho thai phụ lắm. Chúng ta cứ ở đây thôi. Lại là thai phụ. Cô nói cái gì cơ? À không có gì. Nói với anh cũng không hiểu đâu. Đi thôi. Thanh Linh, từ nay về sau đừng có giày vò tôi nữa. Anh đang làm gì vậy? Cô là một kẻ phiền phức. Dọa tôi rồi, anh làm gì vậy? Thử đi, rất thoải mái đó. Đoàn Tiên Lãng, quen biết anh cũng không tính là một chuyện xấu. Thế nào rồi? Tâm trạng tốt hơn chưa? Hãy tiếp thêm vài câu đi. Mang hết những tâm tình không tốt mà trút ra bên ngoài. Như vậy tâm trạng sẽ đỡ hơn. Tôi không thích người khác vu oan cho tôi. Nếu còn như vậy nữa, tôi sẽ trừng phạt anh ta. Coi trừng phạt như thế nào đây? Tôi cũng không thèm để ý đến anh ấy. Lợi hại lắm. Biết tôi lợi hại thì đừng có chọc tức tôi. Đoàn Tiên Lãng, cảm ơn anh. Tâm trạng tôi đỡ hơn rồi. Xin lỗi nhé, lúc trước đã hiểu lầm anh rất nhiều. Thế sao? Có thể nói cho tôi nghe xem. Lúc trước tôi vẫn tưởng anh là công tử bột, là kẻ ăn bám. Sau này mới biết anh là giám đốc của chính thái. Có điều chỉ có chút ít cảm thấy anh nhỏ nhen, đầu óc hẹp hòi, tâm tính bất định, còn không có sự đồng cảm. Thật sự nghe không nổi nữa rồi. Dù sao ấn tượng của cô đối với tôi cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tôi biết giữa chúng ta có hiểu lầm mà. Đoàn Tiên Lãng, hai chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tôi là Thanh Linh. Tôi hai chúng ta vẫn nên làm đối tác hợp tác thôi. Ừ.
Cô chờ tôi sao? Đi nhanh lên. Nói tôi tâm tính bất thường. Cô mới là tâm tính bất thường đó. Uống nhiều rượu như vậy đợi ai thế? Thật may là đợi được rồi. Đợi tôi à? Có chuyện gì à? Nghe nói doanh thu của bên bán hàng tháng rồi là sụt giảm rồi. Tôi sợ tâm trạng cô không tốt, đến đây uống rượu giải sầu, cho nên tôi mới đợi cô. Nói nghe hay lắm. Anh đang chê cười tôi đúng không? Cô có cần suy nghĩ một chút, điều chỉnh lại kế hoạch của cô? Hoặc là anh đang dạy tôi sao? Anh chẳng qua là một phóng viên quèn. Đoàn tiếp tin tôi có thế nào cũng không đến được anh khoa tay múa chân. Bây giờ đến loại người như anh cũng có thể cười nhạo tôi. Uống như vậy sẽ say đó. Tôi đã từng nói tôi sẽ ở bên cạnh cô. Xin cô đừng có thái độ thù địch với tôi nữa. Tôi thật sự muốn giúp cô. Tại sao? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi đã nói rồi, tôi giúp cô cũng giống như giúp chính mình vậy. Vậy lúc trước, lúc trước anh không biết thân phận của tôi, nhưng mà tối hôm đó, sau khi em biết tôi là Đoàn Tuyết Tình, không phải anh cũng đã nói là sẽ không lo lắng cho tôi nữa sao? Tôi có nói như vậy sao? Nhưng mà nó lại không nghe lời. Tôi không quản nó nổi. Nếu tôi là lo chuyện bao đồng, vậy tôi xin lỗi cô. Sao sự việc lại đi đến mức này chứ? Chuyện này không nằm trong dự tính của mình. Phải đổi đường đi rồi. Là có chuyện gì không thuận lợi hay sao? Đoàn Tuyết Tinh, mục tiêu của cậu không phải là Đoàn Chính Hoa sao? Sao tự nhiên lại chuyển thành Đoàn Tuyết Tinh rồi? Tiểu tử thối, đừng nhắc nhở cậu. Bây giờ cậu còn có Thanh Linh nữa. Tôi đã ly hôn với cô ta rồi. Nhưng mà bây giờ người ta đang đợi cậu trở về để tái hôn với cô ấy. Tôi nghĩ tôi không hợp với Thanh Linh. Cô ấy và mẹ tôi vĩnh viễn không thể nào hòa hợp được. Trường Thanh, loại người như chúng ta không có gia thế, muốn đứng vững trong xã hội này không dễ dàng gì. Cậu nhìn chủ biên xem, từ khi tôi có mối quan hệ với Đoàn Chính Hoa, nhiều nhất ông ấy chỉ dám mắng vài câu sau lưng tôi. Ông ấy dám đứng trước mặt tôi mà lớn tiếng sao? Nói vậy thì tôi có thể hiểu. Nhưng mà Đinh Hải, cậu có dám bảo đảm Đoàn Tuyết Tinh sẽ cho cậu cơ hội hay không? Hôm đó chúng tôi uống nhiều quá,
uống rượu xong làm loạn. Đinh Hải, cậu có thể sửa đổi bản tính này của mình hay không? Lúc đầu tôi cứ tưởng cô ấy là người phụ nữ của Đoàn Thiên Lãng, cho nên tôi một lòng muốn giúp đỡ cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng mà lâu dần tôi cũng không biết đó là thương hại hay là tình cảm. Sau khi cậu biết được cô ấy là thiên kim của chính thái thì sao? Bản thân cô ấy chính là một cô gái có sức quyến rũ, thêm vào bối cảnh của chính thái nữa, đương nhiên là càng có sức cuốn hút rồi. Đinh Hải, cậu chắc chắn cậu thích Đoàn Trí Tinh sao? Thanh Linh thì sao? Cậu gặp nhiều người phụ nữ như vậy, Cúc Sang Sang, Lưu Nhã Lệ, còn có cô Linda gì nữa, kết quả thì sao? Những chuyện này tôi đều biết hết. Nhưng mà tôi nhìn ra Đoàn Trí Tinh với tôi hoàn toàn không phải là không có tình cảm gì. Có tình cảm thì sao chứ? Chẳng qua là cô ta muốn chơi đùa với cậu mà thôi. Với địa vị cô ấy, rất đáng để chơi đùa cùng. Đằng nào cũng biết được thắng bại. Tôi đã xem qua hợp đồng với anh và bà nội, trong đó có viết về mùi hương tự nhiên muốn sử dụng ở chỗ nào vậy? Cửa hàng của khách sạn, nhà vệ sinh, trạm y tế, còn có hồ bơi. Sao vậy? Vậy anh cũng sẽ dùng bách hợp mộng lan sao? Đương nhiên. Làm như vậy. Cái này là bản kế hoạch thiết kế việc bố trí hương liệu tôi làm riêng cho chính thái. Anh xem. Cô làm khi nào vậy? Tôi đã nói với anh rồi, đối với hương và hoa thì tôi rất chuyên nghiệp. Sao rồi? Rất tốt. Thanh Linh à, vậy đi. Vậy tôi giao việc bố trí hương liệu của khách sạn toàn quyền ủy thác cho cô. Thật à? Quá tốt rồi. Vậy khi nào cô có thể bắt đầu làm việc? Tôi có thể làm ngay. Cô có được không? Ăn trước đi. Cậu muốn đóng cửa tiệm hoa sao? Hay là mình nói với bà nội để cậu đến vườn hoa giúp đỡ nhé. Như vậy sau này chúng mình có thể làm việc chung rồi. Đúng vậy, mình cũng nghĩ như vậy. Cậu xem, để khi con của hai chúng mình sinh ra rồi có thể cùng chơi với nhau. Như vậy hai chúng ta có thể tiết kiệm được cả thời gian chơi với con nữa. Xin lỗi cậu, mình quên mất là cậu không có mang thai. Cậu nói thử xem, nếu bây giờ cậu mang thai thì tốt biết bao. May là không có thai, nếu không thì làm sao làm việc? Cậu không biết à, Đoàn Tiên Lãng đã giao việc thiết kế hương liệu của khách sạn chính thái cho mình rồi. Thiết kế hương liệu? Đây là từ gì vậy? Dù sao cũng chính là mình nhận được một đơn đặt hàng lớn. Đợi đã, cậu với Đoàn Tiên Lãng không phải là quan gia ngõ hẹp sao? Sao ta lại tìm cậu hợp tác chứ? Bọn mình đã hòa nhau từ sớm rồi, mình chưa nói với cậu à? Cậu quên Sang Sang à? Cậu quên Sang Sang thật sao? Cô đại tiểu thư đó là một người cực kỳ ghen đó. Cô ấy mà biết bây giờ cậu đã ly hôn, còn cùng với Đoàn Thiên Lãng một mình làm việc, cô ấy nhất định sẽ tìm cậu quyết đấu đó. Vậy hay là mình đi nói trước với Sang Sang? Không thể nói. Giấu một chuyện là mọi chuyện sẽ qua thôi. Cậu nhất định đừng có tự tìm phiền phức cho mình, có biết không? Đi thôi, mình sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Mang qua bên đó đi. Được rồi. Được. Làm xong chưa? Làm xong, chúng ta đi qua bên đó đi. Được rồi, đi thôi. Mọi người vất vả rồi. Tôi rất vừa ý. Tổng giám đốc, lần này có phải là nên có phần thưởng gì không? Khách sạn không phải trả lương cho cậu đúng thời hạn sao? Đã rõ. Người nhận lương là thích đi bán hàng về ngay.
Tạm biệt. Đi, chúng ta đi ăn thôi. Lại ăn à? Thai phụ một ngày nên ăn 5 bữa. Đi thôi. Đợi tôi với. Chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Đi. Đây. Đủ rồi, để tôi tự ăn. Ăn nhiều một chút. Bây giờ cô cần nhiều dinh dưỡng. Tôi mới là người mang thai. Anh không thấy bụng của tôi lớn hơn của cô ấy à? Tôi mới là người cần phải ăn nhiều. Nào, gấp cho tôi một ít đi. Nào, ăn nhiều vào. Hai phần luôn, cảm ơn anh tổng giám đốc Đoàn. Đúng rồi, anh có từng suy nghĩ về hương liệu thảy trắng không? Ví dụ nhà vệ sinh dùng phương thức khí thay thế hương liệu truyền thống. Hay lắm. Cái này cũng là trong phạm vi của hợp đồng. Xem ra chúng ta phải ký lại hợp đồng rồi. Vậy trong hợp đồng của chúng ta tại sao không có mục này? Bởi vì trước đây tôi chưa từng nghiên cứu thử hương liệu thảy trắng, vì vậy không dám chắc chắn lắm. Cô nhất định sẽ làm được. Anh là biết rồi. Đương nhiên tôi tin tưởng cô. Tôi nói được thì nhất định là được. Được. Phục vụ, lấy cho tôi ly nước. Phải lạnh nhé. Cậu nói ở đây có phải là không mở điều hòa không? Sao lại nóng như vậy chứ? Hai người nói chuyện nhiệt tình đến như vậy chắc cũng nóng rồi phải không? Gọi ly nước mát nhé. Chẳng trách sao Sang Sang lại ghen. Thản nhiên tán tỉnh trước mặt mình. Hai người thật ra cũng không chú ý rồi. Tay của cậu cũng chẳng gãy. Sao anh ta phải cấp thức ăn cho cậu chứ? Vì vậy mình mới nói lúc trước mình hiểu lầm anh ta. Thật ra con người anh ta cũng rất khách sáo. Mình thấy là cậu quá ngốc nghếch rồi đó. Cậu không nhìn ra ánh mắt anh ta nhìn cậu sao? Mình không để ý. Số cuộc cậu có muốn tái hôn với Đinh Hải không vậy? Đương nhiên. Mình đang đợi anh đấy. Anh Linh, cô ly hôn rồi à? Vậy con của hai người phải làm sao? Anh biết rồi hả? Bọn tôi chỉ là có một chút chuyện, tạm thời xa nhau một thời gian. Sau này sẽ tái hôn thôi. Anh đừng lo cho tôi. Được rồi, Thanh Linh, chúng ta đi thôi. Cảm ơn anh đã mời chúng tôi đi ăn. Tôi đưa hai người về, không cần đâu, cảm ơn. Đi thôi. Từ từ nhé. Ly hôn rồi. Sau này sẽ tái hôn. Cô gái này đang làm gì vậy? Bà nội, bà đến đây. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay sao? Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Bà nội à, mau xem đi. Con tìm được vỉ diệu rồi sao? Bà ngửi thử xem. Thế nào? Chính là mùi này. Thành công rồi. Tốt quá rồi, con thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Cậu phải mau chóng nói tin tốt này cho Đinh Hải. Gọi cho anh ấy làm gì chứ? Con gọi cho Đoàn Thiên Lãng. Alo, Đoàn Thiên Lãng, chúng ta thành công rồi. Đúng vậy. Thành Linh có tiền phú tốt đến như vậy. Đáng tiếc ta không đủ sức để giúp cho nó. Mình phải nhanh chóng giúp nó tìm một trợ thủ. Hoa của cô một lát nữa chúng tôi sẽ giao tới. Cảm ơn. Lệ Lệ, bà nội à, sao bà lại đến đây? Lớn như vậy rồi sao? Mấy tháng rồi? Khi nào thì sinh vậy? Chắc cũng sắp rồi à? Bà ngồi đi. Hôm đó ta nghe Thanh Linh nói tiệm hoa này của con sao lại muốn đóng cửa rồi? Vâng ạ. Nhà sắp hết hạn hợp đồng, tiền thuê nhà cũng tăng, con lại phải sắp sinh em bé. Sinh em bé xong còn phải trông nó nữa. Cha mẹ con tuổi đã lớn, con không muốn họ mệt như vậy, nên cứ dứt khoát đóng cửa tiệm thôi. Đợi con khỏe lại rồi sẽ tìm một công việc linh hoạt một chút để làm. Lệ Lệ, ta bàn với con chuyện này nhé. Sau khi con sinh xong, hãy đến vườn hoa của chúng ta làm việc đi. Thật sao, bà nội? Vườn hoa này sớm muộn gì cũng giao cho Thanh Linh quản lý. Ta thấy hai chị em các con luôn hiểu nhau như vậy. Cảm ơn bà. Vậy thì con sẽ không sợ bị thất nghiệp nữa rồi. Đẹp quá, Thanh Linh. Nếu không có bà nội ở bên cạnh con, con có tiếp tục nghiên cứu nước hoa nữa hay không?
Bà nội, bà muốn đi đâu? Bà nội đã lớn tuổi rồi, sớm muộn cũng có ngày ra đi. Con không cho phép bà nói linh tinh. Bà sẽ sống lâu trăm tuổi, mãi mãi ở bên con. Bà Tư, Khánh Linh, muộn vậy rồi, sao cậu vẫn đến đây vậy? Đến để chúc mừng à? Chúc mừng. Tôi còn đặc biệt mang đến rượu sâm banh hoa quả, thai phụ cũng có thể yên tâm uống. Tôi đi chuẩn bị một chút. Cô ấy vẫn chưa biết phải không? Con đã nói với anh ta biết bao nhiêu lần rồi, anh ta đều không nghe. Sau đó con cũng lừa giải thích với anh ta. Cạn đi, cạn ly. Anh Linh, cô xem bà nội vui vẻ thế kìa. Bà nội thấy vui thì con cũng thấy vui. Bà nội, hân hân của ta thấy vui, bà nội cũng thấy vui. Bà nội uống say rồi, con đỡ bà nội vào trong. Hân hân bạn trai con đến thăm con rồi. Bà nội, vào phòng thôi. Cậu là bạn trai của hân hân, cậu phải chăm sóc cho hân hân của tôi cẩn thận. Bà nội vào phòng thôi, cẩn thận đó. Hân hân, nào, chậm một chút. Bà Từ nói cô là một thiên tài điều chế nước hoa. Vậy thì thiên tài tiếp theo có phải là nên làm hương liệu thể trắng rồi không? Anh thật sự để tôi làm sao? Cảm ơn anh Đoàn Thiên Nhãn, quả nhiên anh không nuốt lời. Hy vọng ông trời phù hộ cho con, để con điều chế thành công hương liệu thể trắng. Không phải mình không tiêm đập tình thịt từ người con gái này. Anh sao vậy? Làm gì vậy? Thử nghiệm. Anh làm gì vậy? Sao anh cứ thể mượn cớ say để làm bừa vậy? Tôi... Cô hiểu gì chứ? Tôi đây là... Là tạm biệt kiểu Mỹ. Tôi đi trước đây. Cái đó đúng rồi, sáng mai cô đến phòng phòng của tôi, chúng ta nói chuyện về hương liệu thể trắng. Trong lúc chúng ta đều không muốn trụ, tôi đi trước đây. Lái xe của anh đến chưa? Lái. Tôi tự nghĩ cách. Cô mau vào trong nghỉ ngơi đi. Nhận điện thoại đi, nếu không Thanh Linh sẽ lo lắng đấy. Đã ly hôn rồi vẫn nên ít liên lạc là tốt hơn. Dù sao cũng phải tái hôn mà, đừng có đùa quá. Làm việc đi. Tôi xem qua rồi, nhãn hiệu này là thích hợp nhất. Đinh Hải, có đôi lúc tôi cảm thấy tôi thực sự không hiểu cậu. Cậu và Thanh Linh trong thời gian ngắn kết hôn, sau khi kết hôn lại ly hôn, đóng 200.000 học phí mà không đi học, lại trốn ở nhà, làm cái gì mà bản kế hoạch? Cậu không hiểu. Đây mới là đầu tư thật sự, sự đầu tư mà vốn thu về gấp bội. Còn về việc thu về bao nhiêu lần, tôi cũng không biết nữa. Cậu yên tâm đi, nếu làm tốt nhất định sẽ có phần của cậu. Sao mình lại đối với cô ấy? Đoàn Thiên Lãng, tuy cô ấy đã ly hôn, nhưng cô ấy cũng đã nói sau này sẽ tái hôn. Mày không có cơ hội nào cả. Tại sao lại là cô ấy? Sao là cô ấy? Tại sao là cô ấy? Sau này phải làm như thế nào đây? Mình không phải là ông bố chân dài gì đó. Hay là cứ lặng lẽ ở bên cạnh chúc phúc họ. Tổng giám đốc, mời vào. Tổng giám đốc,
Anh xem. Trải qua 5 ngày, điều tra và quan sát, các khách hàng đều rất thích hương hoa Mộng Lăng, phản ứng đều rất tốt, đều nói muốn mang hương liệu về nhà. Anh xem chúng ta có thể dán nhãn hiệu lên trên để hương hoa Mộng Lăng lập tức lên sàn không? Vậy phải để xem bản lĩnh của Thanh Linh rồi. Anh lại cười rồi. Anh đừng như vậy mà Tổng Giám Đốc. Gần đây Tổng Giám Đốc cười nhiều, nhân viên được cảm thấy không khí làm việc thoải mái hơn rất nhiều. Vậy không được. Thoải mái chính là biến nhát tiêu cực. Cần phải lập tức ngăn chặn hành vi này. Đúng rồi Tổng Giám Đốc, khách phòng 906 tìm anh. Ai vậy? Cô ấy không nói với tôi. Giám đốc Kim, tiểu tử thối, vào đi. Lớn nhanh như vậy rồi, lúc trước ốm yếu như vậy, tôi còn tưởng cậu không cao thêm được nữa chứ. Nào. Giám đốc Kim, sao bà lại trong khách sạn của tôi vậy? Tiểu tử, có ai nói chuyện với khách hàng với cậu không? Lỡ lời. Tôi vừa từ Mỹ trở về, Đoàn Ích Hoa muốn tôi hỏi thăm cậu. Nghe nói cậu là tổng giám đốc rồi. Vậy là cậu có quyền phát ngôn rồi. Vậy phải xem có chuyện gì nữa. Sao vậy giám đốc Kim? Bà có việc gì cần tìm tôi sao? Có chuyện muốn hỏi cậu. Hương liệu trong căn phòng này là thương hiệu gì vậy? Là khách sạn Chính Thái chúng tôi tự mình nghiên cứu điều chế. Chính Thái bắt đầu khởi động lại dự án công nghiệp hóa chất rồi sao? Không phải. Có điều tôi có thể đảm bảo với bà, hương liệu của khách sạn Chính Thái chúng tôi tuyệt đối là hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ chất phụ gia nào. Thiên Lãng, có hứng thú hợp tác với tôi không? Tôi đã có hứng thú với hương liệu tự nhiên của các cậu. E rằng phải khiến bà thất vọng rồi. Đến rồi sao? Mời ngồi. Lão đệ à, đúng là không thể xem thường cậu được. Đoàn Chính Hòa đích thân đưa cậu đến tham gia cuộc họp của Chính Thái. Bây giờ cậu ở Chính Thái, không ai không biết, không ai không nể mặt rồi. Con thuyền này của tôi càng ngày càng lớn rồi. Tôi thật lòng mời anh cùng lên thuyền. Nếu thuận buồm xuôi gió, chúng ta có thể đi được rất xa. Lần sau khi báo cáo tình hình với Đoàn Tiết Tinh, anh hãy nhắc đến chuyện phi bình nhật hóa. Tại sao? Bởi vì chỉ khi cô ta đồng ý, tôi mới có cơ hội ra tay với cô ta tại cuộc họp hội đồng quản trị. Giám đốc Kim của xưởng phi đình nhật hóa, xưởng trưởng Kim rất thích mùi hương mới của khách sạn chúng ta. Nhưng mà tổng giám đốc vì giữ sự độc quyền cho khách sạn mà từ chối lời đề nghị của bà ấy. Phi đình nhật hóa, anh làm rất tốt. Lần sau nếu có chuyện gì thì báo ngay cho tôi. Dân ạ, tôi đi trước đây. Alo, phóng viên Đinh. Tôi đã giải quyết xong việc cậu giao đã nói với Đoàn Tuyết Tinh rồi. Cô ta đã hoàn toàn coi trọng giám đốc Kim rồi. Xem ra cô ta không có thời gian làm việc với Đoàn Chính Hoa. Cảm ơn anh Lưu. Khi nào tiện chúng ta sẽ nói chuyện sau. Xưởng trưởng Kim, Tuyết Tinh, sao cô lại đến đây? Tôi nghe nói chị đã đến nên cô ấy đến đây thăm chị. Nào, mời vào. Cô muốn lấy danh nghĩa Chính Thái hợp tác với Phi Đình Nhật Hóa sao? Tôi tin lần hợp tác này đều rất có lợi cho hai bên. Nếu chúng ta hợp tác sẽ mang lại cho đôi bên lợi ích lớn. Nhưng Thiên Lãng lại không đồng ý. Cô làm thế này, cậu ấy có biết không? Thiên Lãng tuy học vấn cao nhưng kinh nghiệm còn ít. Nó mới nhậm chức, không tránh khỏi người cao ngạo. Vì chị, tôi đương nhiên sẽ nói rõ cho nó. Xưởng trưởng Kim, xin chị yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục hội đồng quản trị đồng ý thỏa thuận của chúng ta. Hy vọng chị sẽ suy nghĩ kỹ. Đoàn Ích Hoa nói không sai. Thiên Lãng xem đang nghĩ xa hơn Tuyết Tinh nhiều, phù hợp để thực tế tập đoàn Chính Thái.
Tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Đoàn Tuyết Tinh, chỉ cần cô đem tâm trí vào lần hợp tác này với Vi Định Nhật Hóa, sẽ không có thời gian làm tốt kế hoạch của Bách Hóa Chính Thái. Có cô làm theo sắp đặt của tôi, kế hoạch của tôi nhất định sẽ thắng trong đại hội giám đốc. Đến lúc đó, tôi có thể trở thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Mùa hè, đối với siêu thị và khách sạn mà nói, là một cuộc cạnh tranh tiêu thụ hàng đầu. Bắt đầu từ siêu thị đi. Trước tiên tôi muốn nói về nhân viên siêu thị đơn hiểu lệ, nói ra phương án đi. Về việc lần trước, phương án giới thiệu nhãn hiệu lớn của nước ngoài, tôi đã điều tra qua, triển khai bị chậm. Nhãn hiệu ưu tú mà cô yêu cầu là sản phẩm sang trọng cao cấp. Chúng ta không phải được miễn thuế. Ngành du lịch của thành phố không đi tuyến đường thủ đô quốc tế, cũng không phải là bờ biển hải đảo. Nhãn hiệu ưu tú của cô muốn đua đòi với ai?